Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, Sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 161, Nhân tinh. Yến Tam hợp chờ không kịp, mở miệng trước. Trở về Tam ra nghĩ cách sắp xếp một chút, ta muốn gặp Quý Lăng Xuyên. Gặp hắn ư? Vẻ mặt Tạ Chi Phi giống hệt lý bất ngôn lúc nãy. Gặp hắn làm gì? Có chuyện muốn hỏi, tạ chi phi biết yến tam hợp sẽ không vô duyên vô cớ chạy vào nhà lao gặp người lập tức sảng khoái nói trở về ta sẽ sắp xếp không chờ được đến lúc trở về ngươi bảo đinh nhất bây giờ khởi hành về kinh thành sau khi hồi kinh ta muốn lập tức gặp hắn yến tam hợp không cần khuyên thời gian quan trọng hơn bất cứ thứ gì chết một cửa cô nương là đủ rồi tạ chi phi đột nhiên nở nụ cười ta không phải muốn nói điều này yến tam hợp ngẩn ra vậy ngươi muốn nói gì trà khổ đinh vốn rất đắng sau khi tinh tế thưởng thức sẽ có chút hậu ngọt tả chi phi nhìn cô thật sâu cô không cảm thấy trà này rất giống cô sao lần đầu gặp gỡ là đắng nếm một chút lại có thể nếm ra vị ngọt dư vị rất ngon yến tam hợp nhến răng tam gia là đang khen ta sao ừ đang khen tam gia có từng nghe một câu châm ngôn miệng ngọt tâm cay chưa không hề tả chi phi nghiêm trang phản bác đối với ngươi ta rất thật lòng. Cái miệng ngọt của người này sao lại trở về rồi? Tài Yến tam hợp hơi phiếm hồng, ánh mắt cũng không biết nhìn hướng nào, biểu cảm cực kỳ mất tự nhiên. Tam gia có thời gian khen ta thì không bằng đi sắp xếp chuyện này đi, với thân phận của ta mà muốn gặp một trọng phạm triều đình thì không phải chuyện dễ dàng. Tạ chi phi hít mắt. Đối với ta mà nói không dễ dàng, nhưng đối với người nào đó mà nói thì dễ thôi. Yến tam hợp thầm kinh hãi đồng hành cùng nhau suốt hai tháng rưỡi, ngoại trừ vui đùa, trêu ghẹo, mỗi một câu người này nói ra đều rất cẩn thận. Tâm tư nàng dừng lại, cố ý tò mò hỏi. Người nào đó là ai? Không phải trong lòng ngươi đã sớm có đáp án rồi sao? Tả chi phi nheo mắt. Nếu không sẽ không lấy cớ đi tản bộ với lý bất ngôn, cố ý nhường phòng cho chúng ta. Yến Tam Hợp nhìn khuôn mặt Tuấn Tú đã gầy đi một vòng của hắn, âm thầm nghiến răng. Cái gì mà tả phong lưu, hắn căn bản chính là tạ nhân tinh chính xác trong lòng nàng quả thực đã có đáp án có thể di chuyển nữ quyến quý phủ đến hoa thần miếu có thể để bùi thái y vào lao mục châm cứu cho thập nhị gia nhà họ quý đây tuyệt đối là bút thích của vị hoàng thái tôn kia nàng kéo lý bất ngôn rời đi là không muốn nghe chuyện của thái tử thái tôn vương gia gì gì đó mấy người họ cùng phe với ai đấu với ai đến chết đi sống lại đều chẳng liên quan gì đến nàng. Yến Tam Hợp nhìn thẳng vào mắt Tạ Chi Phi. Ta là tới hóa niệm giải ma, không phải tới lo chuyện bao đồng, Tam gia. Tạ Chi Phi nở nụ cười vô hại. Người đã hứa với Ngô Thư Niên và Chu Giá sẽ điều tra rõ ràng vụ án diện môn của trịnh lão tướng quân rồi, nếu điều tra vụ án này, nhất định phải xen vào việc của người khác. Yến Tam Hợp vừa nghe lời này, trong lòng chợt cảnh giác. Ta đồng ý với khổ chủ, hơn nữa người chính thức gật đầu là bùi tiếu, tam gia cũng đừng trông cậy vào ta quá. Yến tam hợp, người định không giữ lời sao. Kế khích tướng à, Yến tam hợp nhướng mày với tạ chi phi. Xem ra chén trà khổ đinh kia công hiệu vẫn chưa đủ, lát nữa tam gia uống thêm hai chén, cho tỉnh táo lại. Được, lát nữa đi uống, ta nghe Yến tam hợp. Yến tam hợp, Yến tam hợp, sao hắn lại gọi thuận miệng như vậy nhỉ? Yến tam hợp cảm giác có hơi chống đỡ không nổi vội vàng cúi đầu uống nước trắng. Khóe miệng tả chi phi từ từ thu lại. Yến Tam Hợp, có một chuyện quan trọng, chúng ta phải thương lượng. Chuyện của Chu Giá Ư, thật thông minh. Đôi mắt hoa đào của tả chi phi hơi rủ xuống. Sau khi tận mắt nhìn thấy trận hòa hoạn dưới chân núi Đại Minh, ai nấy đều khiếp sợ, suốt chặng đường không ai nhắc tới bọn người Chu Giá nữa. Thấy chỉ còn ba ngày nữa vào kinh, có một số việc nhất định phải thương lượng. Bùi Tiếu bị chuyện của quý gia đà kích gần chết, kẻ có thể quyết định chỉ có hai người bọn họ. Chu giá là chi phủ, cuối cùng táng thân trong biển lửa, việc này chắc chắn sẽ ghi lại tấu trương đưa đến lại bộ, lại từ lại bộ đưa vào trong tay hoàng đế. Tả chi phi dừng một chút, lại nói. Lại bộ cẩn thận sẽ phái người đi điều tra, nhưng chu giá tự thiêu là vì không muốn để lại dấu vết gì, cho nên khả năng điều tra được là không lớn. Yến tam hợp. Đây là chuyện tốt. Tả chi phi nhưng ngươi đừng quên lúc hóa niệm giải ma cho hồ tam muội không thể không nhắc tới hai người yến tam hợp cha con ngô quan nguyệt tạ chi phi gật đầu còn cả lúc phụ thân và đại ca ta hỏi ta cũng không thể không nhắc tới hai người này yến tam hợp kéo dài giọng nói vậy ý của tam gia là thân thể tạ chi phi dịch về phía yến tam hợp giọng đè xuống rất thấp chúng ta cũng không quen chu gia hung thủ vụ án trịnh gia vẫn là cha con ngô quan nguyệt chúng ta chỉ điều tra được lão phu nhân và ngô quan nguyệt là thanh mai trúc mã thôi. Yến Tam Hợp nhìn chằm chằm tạ chi phi. Hai hàng lông mày kiếm của hắn nhíu chặt lại, Yến Tam Hợp chưa từng thấy vẻ nặng nề như vậy trên khuôn mặt tuấn tú bình thường vẫn luôn cả lơ phất phơ của hắn. Ngươi sợ vụ án này bị lộ ra sẽ gây ra sóng to gió lớn ư. Không phải sóng to gió lớn, mà là đất dung núi chuyển, là núi lở biển nước. Trong này liên quan đến hình bộ, đại lý tự, đồ sát viện còn có cầm y vệ. Tạ Chi Phi hít sâu một hơi. Liên lụy quá nhiều và rộng, căn bản không thể tưởng tượng được, nói không chừng sẽ phải chết rất nhiều người. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Chỉ hơn không kém. Yến Tam Hợp bị hắn nói như vậy, tim càng đập nhanh hơn, thật lâu sau mới mở miệng. Tạ Chi Phi, ta có thể không quen chu giá, có thể nói về vụ thanh mai trúc má, nhưng mà việc hung thủ là cha con ngô quan nguyệt, chi sợ hơi khó khăn. Tạ Chi Phi biến sắc. Vì sao? Yến Tam Hợp. Để ta gặp Quý Lăng Xuyên, xác nhận một số chuyện, ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao. Có phải ngươi đã tìm ra một nửa tâm ma kia của Quý Lão Phu Nhân rồi không? Đồng tử Tạ Chi Phi mở ra, đột nhiên đưa tay nắm chặt vai Yến Tam Hợp. Mau nói với ta, là cái gì vậy? Yến Tam Hợp nhìn bàn tay trên vai mình, lại nhìn Tạ Chi Phi. Nhến răng. Tạ Chi Phi không hề phát hiện ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp thở dài. Tạ Chi Phi, ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không? Cái gì? Hồ Tam Muội nghe nói thảm án diện môn của trịnh gia là do cha con ngô quan nguyệt làm thì sẽ có phản ứng gì? Trong đầu Tạ Chi Phi chợt ong lên một tiếng, theo bản năng hỏi. Bà ấy ở sâu trong nội trạch thì có thể có phản ứng gì được? Nhìn đi, đây là sự phiến diện của nam nhân các ngươi đấy. Yến Tam Hợp cười gần một tiếng, đẩy bàn tay trên vai đi. Đừng tưởng rằng nữ nhân trong nội trạch là ngu ngốc, là không có yêu hận tình thù, không có bi hoan ly hợp. Các nàng là người, là người sống sờ sờ, thân phận của các nàng không chỉ là quý lão phu nhân, quý phu nhân, mà còn có một cái tên khác, tên là Hồ Tam Muội. Cái miệng ngọt của Tam gia lập tức phát huy công dụng. Xin lỗi, Yến Tam Hợp, ta không có ý hạ thấp bà ấy, ta chỉ tò mò là bà sẽ có phản ứng gì. Đột nhiên, Cả Chi Phi giật mình, nhanh như chớp đưa tay ra. Lần này, tay hắn đặt ở trên cánh tay Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp, ý của ngươi là? Chương 162, suy luận. Yến Tam Hợp thấy hắn đã hiểu rõ, thì khẽ gật đầu. Nếu như ta là Hồ Tam Muội, trong lòng cất giấu một thanh mai trúc mã xa tận chân trời, rồi lại cả đời khó quên. Ta cực kỳ hiểu rõ hắn, bởi vì thiếu niên ngô quan nguyệt không giấu ta chuyện gì, hắn sẽ nói đến hoài bão lớn lao của mình, nói đến nguyên nhân mình đến phố cổ ở còn cả việc phụ mẫu bất hòa chúng ta kết duyên với hắc đản cùng nuôi dưỡng nó ta thường nhớ đến hắc đản vì vậy một ngày nào đó ta hỏi hắn tại sao ngươi lại đối xử tốt với chó như vậy tạ chi phi nhanh chóng tiếp lời ta nói cho hồ tam muội tổ tiên ngô gia chúng ta từng được chó cứu mạng vì thế đã để lại tổ huấn đời sau không được giết chó ăn chó chó là bằng hữu trung thành nhất của ngô gia chúng ta Yến Tam hợp gật gật đầu. Rất nhiều năm sau, ta trở thành quý lão phu nhân Cẩm Y Ngọc thực. Có một ngày, ta vô tình nghe nói thảm án Trịnh gia diệt môn là do cha con Ngô Quan Nguyệt làm, thế giới của ta bèn sụp đổ. Hai mắt Tạ Chi Phi sáng ngời, tiếp lời Yến Tam hợp. Bà căn bản không thể tin được chuyện này lại là bút tích của Ngô Quan Nguyệt, trong trí nhớ của bà, Ngô Quan Nguyệt là gió trong trang sáng, là hiện thân của thần tiên. Bà khiếp sợ, hoài nghi, đau khổ, lo lắng đủ loại cảm xúc đè nén trong lòng không ai có thể nói không ai có thể tố cáo cho đến ngày chết già cũng không thể tiêu tan yến tam hợp câu trước đúng câu sau không đúng tạ chi phi không đúng chỗ nào ta căn bản không tin vụ án của trịnh gia là bút tích của ngô quan nguyệt ta khiếp sợ hoài nghi đau khổ qua đi ta tỉnh táo lại vì thế âm thầm phái người lén hỏi thăm yến tam hợp ánh mắt xa xăm ta đi khắp nơi hỏi thăm khi ta nghe được những con chó mà Trịnh gia nuôi đều bị giết. Đồng từ Tạ Chi Phi co rút, bật thốt lên. Bà ấy biết vụ án này chắc chắn không phải do cha con Ngô Quan Nguyệt làm, bọn họ bị oan uổng. Một chữ cuối cùng rơi xuống, trong phòng yên lặng. Tạ Chi Phi đến đây rốt cục hiểu được, muốn giải được tâm ma của lão phu nhân thì không cách nào vòng qua vụ án của cha con Ngô Quan Nguyệt được. Tam gia có thể thả tay ta ra không? A a, Tạ Chi Phi chợt buông tay xin lỗi, ta nắm tay Bùi Minh Đình quen rồi. Cánh tay của hắn và của ta có thể giống nhau sao? Yến Tam hợp thầm rít gào, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên. Cho nên việc này ta không thể đồng ý với ngươi, hết thảy đều phải chờ giải xong nửa tâm ma kia rồi nói sau. Tạ Chi Phi dường như không nghe thấy. Yến Tam hợp thấy hắn bất động. Tam gia còn có chuyện gì muốn dặn dò sao? Tạ Chi Phi ngước mắt nhìn cô, do dự một chút. Nếu như, Tâm ma của Hồ Tam Muội là vì biết vụ án của trịnh gia không phải do cha con Ngô Quan Nguyệt làm, vậy thì nói cho cùng, vẫn là có liên quan đến cha con Ngô Quan Nguyệt, vậy thì hương của Ngô Thư Niên sao lại tắt nửa chừng như vậy? Người nói rất đúng, đây cũng là chỗ khiến ta suy nghĩ suốt dọc đường, vẫn không nghĩ thông suốt. Yến Tam Hợp Uệ Hoài nói, ta hẳn là còn bỏ sót thứ gì đó. Lúc nàng nói lời này, tay hơi trống, đầu khẽ ngừng lên, chiếc cổ thon dài lộ ra một đường cong đẹp mắt tay tạ chi phi lại theo bản năng vươn ra lúc rối được một nửa thì bỗng nhiên nghe thấy tim đập thình thịch hai cái tự nhiên thấy chột giả quá ta chột giả gì chứ hắn tự hỏi tạ chi phi ngươi làm gì vậy hả tạ chi phi cả kinh đứng lên nói nhanh không không có gì cô nghỉ ngơi sớm đi ta tạ chi phi yến tam hợp đứng lên xét thấy lời ngươi rằng sẽ đất dung núi chuyển nên vụ án trịnh ra ta càng không thể xen vào ta không chê mạng mình dài đâu. Tả Chi Phi ngần ra. Ngươi và Bùi Minh Đình, một tên là chỉ huy sứ Bắc Thành, một tên là hữu thiện thế, phía sau còn đứng một người nào đó là đủ rồi. Tả Chi Phi không giận mà cười, hai hàng lông mày kiếm chậm rãi giãn ra, môi nhếch lên, để lộ nụ cười phong lưu. Sau đó khoát tay, nghênh ngang rời đi. Yến Tam Hợp đứng yên tại chỗ. Thế gian này có một từ gọi là hồng nhan hỏa thủy, có từ lam nhan yêu nghiệt hay không? ngay khi cánh cửa đóng lại. Nụ cười trên mặt yêu nghiệt chợt trầm xuống, nhẹ nhàng nói trong lòng, Yến Tam Hợp, vụ án trịnh ra người buộc phải tham gia, bởi vì chỉ có người mới có thể giải đáp bí ẩn trong này, muốn trốn ư. Không có cửa đâu. Yêu nghiệt đi xuống cầu thang, Chu Thanh, Đinh Nhất đang chờ ở phía dưới. Ra. Tả Chi Phi nhìn hai người một cái, chắp tay đi ra gian ngoài khách chạm. Hai người vội đi theo. Ba chủ tớ đi đến một nơi không người, Tạ Chi Phi xoay người. Đinh Nhất, ngươi lập tức về kinh gặp Thái Tôn, bảo hắn nghĩ cách sắp xếp cho Yến Tam hợp gặp Quý Lang Xuyên. Đinh Nhất. Vâng. Tạ Chi Phi. Ngoài ra, ngươi nhờ Đại Ca ta giúp đỡ sắp xếp. Ba ngày sau ta sẽ khỏi bệnh xuất hiện, Bùi Đại Nhân cũng phải từ Quảng Tây làm xong việc trở về. Đinh Nhất. Hiểu rồi. Tạ Chi Phi. Đi đi. Đinh Nhất nhìn khuôn mặt căng thẳng của da, bèn lấy lòng nói có một chuyện vui quên nói cho ra. Nói đi, tên tử thịnh kia hai tháng trước đi Tây Sơn săn thú, đột nhiên ngã ngựa, gãy một chân. Đinh Nhất Hưng phấn nói. Thẩm trùng làm việc đúng là không có kẽ hở. Tạ Chi Phi thản nhiên nói. Ừ, hả? Lục Đinh Nhất xoay người, nghi ngờ nhìn Chu Thanh một cái, sao ra chẳng vui gì thế? Chu Thanh sờ sờ mũi, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Sau khi trở về, tâm trạng của gia không tốt lắm. Chu Thanh, ngươi theo ta trở về phòng. Vâng. Chủ tớ hai người xoay người đi vào quan dịch, trở lại trong phòng. Trong phòng, Bùi Tiếu đang ngồi một mình dưới ánh đèn, trong tay thưởng thức chung trà, thần sắc u ám mở mịt. Đằng sau hắn là Hoàng Kỳ đang đứng thẳng người. Tạ Chi Phi thầm thở dài một tiếng, đi tới bên cạnh Bùi Tiếu ngồi xuống. Chu Thanh, Hoàng Kỳ, các ngươi cũng ngồi đi. Chu Thanh cùng Hoàng Kỳ liếc nhau, không rõ vì sao tam gia cũng học theo tác phong của Yến cô nương rồi. Hai người ngồi vào chỗ của mình, tạ chi phi mở miệng. Về chuyện của cha con ngô quan nguyệt và chu giá, các người đều nuốt vào trong bụng cho ta, không được nói chữ nào ra ngoài. Bùi tiếu còn đang đắm chìm trong nỗi buồn sau khi cửu muội đâm đầu tự sát, thuận miệng nói. Ngũ thập ngươi yên tâm, việc này ta biết nặng nhẹ. Ngươi biết nặng nhẹ, nhưng không biết cái này nhẹ bao nhiêu, cái này nặng bao nhiêu. Tạ Chi Phi nhìn hắn. Mặc kệ là ai, phụ thân ta, phụ thân ngươi, đại ca ta, thậm chí phía Thái Tôn cũng không thể lộ ra một chữ. Ngay cả hoài nhân cũng muốn gạt sao. Bùi tiếu vừa định hỏi một câu. Vì sao? Thì đã nghe Tạ Chi Phi lại nói. Ngẫm lại trịnh lão tướng quân là ai đi? Ngẫm lại cha con ngô quan nguyệt là ai đi? Lại nghĩ đến hình bộ, đại lý tự, đô Sắt viện, cẩm y vệ. Dùng hết đầu óc mà nghĩ đi, Minh Đình à. Bùi Minh Đình bị hắn nói như vậy, tim lập tức vọt lên cổ họng, mồ hôi lạnh thoát ra. Mẹ kiếp, vụ án này nếu nổ ta thì bầu trời ở tứ cửu thành cũng phải lật lại. Cho nên, suốt dọc đường ngươi ít nói, ăn cơm không vô, ngủ không ngon, là vì chuyện này sao? Chứ còn vì gì nữa? Bùi Minh Đình vỗ chán, ảo não nói. Ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, thật sự là sơ suất không phải ngươi sơ suất mà vì vì trong lòng chỉ nghĩ đến một nửa tâm ma của lão phu nhân. Tạ chi phi gần từng chữ. Lời ta sắp nói đây, các ngươi đều cho ta nghe cẩn thận, lý do chúng ta thoái thác với bên ngoài là. Chương 163, chó giữ. Kinh thành. Chiếu mục Bắc Tư, đèn dầu lờ mờ. Cạch một tiếng, Từ Lai từng bước đi xuống cầu thang. Trong lao mục không có một chút gió, vừa một ngạt vừa ẩm nóng, còn cả mùi máu tươi tràn ngập trong không khí khiến người ta buồn nôn. Từ lai vội vàng lấy khăn che miệng mũi lại. Từ đại nhân, cẩn thận dưới chân. Ngục tốt ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu dặn dò vài câu, không bao lâu đã đi tới gian phòng giam trong cùng. Từ lai móc tờ ngân phiếu từ trong lòng ra, cai ngục nhận lấy, cười híp mắt nhét vào trong lòng, thuận thế móc chìa khóa trong lòng mở cửa phòng giam ra. Đại nhân vào nói chuyện đi, tiểu nhân trông coi giúp đại nhân. Đi thôi." Từ Lai khom lưng chui vào phòng giam, ho khan vài tiếng. Quý Lăng Xuyên đang nằm nghiêng trên một tấm chiếu cỏ rách nát, nâng mí mắt lên, nhìn một hồi lâu mới thấy rõ người tới là ai. Từ Lai cau mày bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Quý Lăng Xuyên, nhịn vài cái mới buông khan xuống. "Quý Lăng Xuyên, ta tới đây là muốn nói cho ngươi biết một chuyện, con trai út của ngươi." Quý Lăng Xuyên vừa nghe đến đứa con trai út mình thương nhất thì trợn to hai mắt. Từ Lai đắc ý cười thầm, nhìn xem, trên đời này không có người nào làm phụ mẫu nào mà không thương con cái. Con trai út của ngươi một canh giờ trước ho ra một ngụm máu lớn, lúc này đã hôn mê bất tỉnh rồi. Quý Lăng Xuyên chỉ cảm thấy tim mình đau như dao cắt, dãy dụa ngồi dậy, xích chân, xích tay gây ra những âm thanh chói tai. Ngươi, ngươi nói cái gì? Một công tử cầm y ngọc thực đã quen, sao có thể chịu được nổi khổ trong lao ngục, chớ nói chi là nó còn bị bệnh sẵn. Từ lai. Like, Chật. Một tiếng, lắc đầu. Lão quý à, nói thật lòng nhé, chúng ta cả đời liều tới liều lui, nói cho cùng không phải là vì con cháu sao, người tóc trắng không đi, người tóc đen lại đi trước, đúng là đau lòng quá đi. Quý lăng xuyên nắm chặt tay, nghiến răng không nói lời nào. Ngươi là người thông minh, người thông minh thì phải làm chuyện thông minh, đừng có để mình đi đến đường cùng, mọi việc đều phải suy nghĩ cho con cháu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta truyền lời giúp người khác. Từ lai dùng khăn bịt mũi, giọng nói lại rất rõ ràng. Chỉ cần ngươi nhà trương gia gia thì người kia sẽ bảo vệ con trai ngươi không chết, cũng bảo vệ ngươi quý lang xuyên không chết. Ta nhổ. Một ngụm nước bọt đầy máu phun lên người từ lai. Thân thể quý lang xuyên khẽ run, ngân xanh trên trán nổi lên. Muốn ta phản bội chủ nhân, con bà nó đừng mơ mộng háo huyền nữa. Từ lai không thèm để ý, còn cười gần. Lão quý, ta cho ông thời gian ba ngày, trong vòng ba ngày này, khi nào ông nghĩ thông suốt thì lúc đó hãy tới tìm ta. nhưng ba ngày trôi qua rồi mà, vậy đừng trách Từ Lai ta lòng dạ độc ác. ngươi muốn thế nào, ta đương nhiên không dám làm gì ngươi. ánh mắt Từ Lai lộ vẻ tàn nhẫn. nhưng đối với một người vốn bệnh sắp đến gặp Diêm Vương, thì ta muốn làm gì cũng chẳng ai tra ra được đâu. ngươi, 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 vẫn là câu nói kia, ngươi suy nghĩ cho con cháu nhiều hơn một chút đừng để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Từ lai nhích ngươi lại, đè thấp giọng nói. Lão quý à, ông biết tánh ta mà, ta thích ép bức ngươi, chưa bao giờ để người ta chết tử tế. Đồ chó dữ. Khí huyết quý lăng xuyên cuồn cuộn, miệng há ra, phun một ngụm máu, vừa vặn phun lên mặt từ lai. Từ lai cầm khăn lau khô vết máu rồi đứng dậy. Lão quý, vở kịch bắt đầu rồi. Đông cung, phủ thái tử. Trong tây viện, Thẩm Trung gõ gõ cửa phòng sách. Vào đi. Thẩm Trung đẩy cửa đi vào, tới trước thư án. Ra, vừa rồi Bắc Ti truyền tin đến, 15 phút trước từ Lai lén đến gặp Quý Lăng Xuyên. Ờ, hắn nói gì vậy? Hỏi thăm không được, Quý Lăng Xuyên bị hắn chọc tức đến nôn ra máu. Triệu Diệp thời buông bút trong tay xuống, đừng khỏi ghế rồi thong thả đi tới trước cửa sổ. Hắn từ nhỏ lớn lên bên cạnh thái tử và hoàng đế lớn lên, trời sinh đã có khí thế của bậc đế vương, lúc không nói lời nào thì đừng nói thầm trùng ngay cả nội thị nghiêm hỉ được sủng ái nhất cũng không dám thở mạnh. triệu diệt thời quay đầu lại nhìn thầm trùng một lát ngũ thập và minh đình đi bao lâu rồi đi tròn hai tháng rưỡi rồi hẳn cũng nên trở về rồi nhỉ triệu diệt thời ngừng lại bảo vệ quý lăng xuyên cẩn thận tuyệt đối không được xảy ra chuyện vâng thầm trùng lui ra ngoài nghiêm hỉ thấy trên lòng bàn tay phải thái tôn dính một ít vết mực vội vàng xoắn khăn đến lau Triệu diệt thời gạt tay hắn ra, tự mình lấy khăn lau từng chút một. Đột nhiên, tay hắn dừng lại. Vụ án kéo dài hai tháng rưỡi, hắn vương lúc này để từ lai gặp quý lăng xuyên, mục đích là gì đây? Nghiêm hỷ cúi đầu, trong lòng biết lời này của Thái Tôn không phải đang hỏi hắn. Quý Lăng Xuyên cố gắng chống đỡ hai tháng rưỡi. Triệu Diệp Thời khẽ nhíu mày. Hắn còn có thể chịu đựng được bao lâu? Nếu hắn không chịu nổi, vậy hậu quả sẽ như thế nào? nghiêm hỷ cúi đầu thấp hơn. Từ khi quý gia bị xét nhà đến lúc quý lăng xuyên bị nhốt vào đại lao, hoàng thượng không hề nhắc một chữ đến chuyện này. Triệu diệt thời ném khăn vào tay nghiêm hỷ. Đây là vì sao? Nghiêm hỷ cầm khăn tay, đầu gần như rũ xuống ngực. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, sáu con ngựa nhanh chân rời khỏi trạm dịch, đi thẳng về phía kinh thành. Tháng năm chính là thời tiết nhiều mưa, ngoại trừ ngày đầu tiên trời trong nắng ấm, thì thời gian còn lại gần như đều đi trong mưa. Tất cả mọi người đều ướt sũng, gần như đều là nỏ mạnh hết đà, nhưng vì một điều. Quý gia không hay lắm, mà cố gắng chống đỡ. Lúc cách kinh thành còn có mấy trăm dặm thì cơn mưa thật sự là quá lớn, căn bản thấy không rõ con đường phía trước, Tạ Chi Phi và Yến Tam hợp nhất thương lượng, quyết định tìm chỗ trú mưa, chờ mưa nhỏ lại rồi hẳn chạy đi. Đột nhiên, có một con ngựa lao tới. Chu Thành, Lý Bất Ngôn Hoàng Kỳ thấy người này khí thế hung hãn, trong lòng âm thầm đề phòng. Đợi con ngựa kia vào tới gần thì ba người thở phào nhẹ nhõm. Thế mà lại là Đinh Nhất. Đinh Nhất siết chặt dây cương, xoay ngựa một vòng tại chỗ, rồi vẫy tay với tả chi phi, sau lại chạy ra ngoài. Tả chi phi lau nước mưa trên mặt, dùng sức quất soi ngựa. Đi theo hắn. Đi chưa được bao xa, Đinh Nhất đã quẹo từ quan đạo vào đường mòn, lại chạy non nửa canh giờ, mới dừng lại trước một ngôi chùa miếu. Tạ Chi Phi ngước mắt, hốc mắt lập tức nóng lên. Trước cửa chùa, đại ca Tạ Nhi Lập đang cầm một chiếc ô giấy dầu màu đen đứng đó, nhướng cổ ra tìm hắn trong đám người ngựa. Lục ánh mắt vừa chạm nhau, Tạ Nhi Lập suýt nữa thì chảy nước mắt. Tiểu tử thối này, sao lại thành ra như vậy rồi? Đại ca, Tạ Chi Phi xoay người xuống ngựa, đi về phía Tạ Nhi Lập tạ nhi lập bất chấp lão tam nhà mình trên người toàn bùn nước, ném ô đi bước đến ôm hắn, hơi gầm nhẹ. Đệ còn biết đường trở về à? Tạ chi phi không biết nói gì cho phải, chỉ có thể biến mình thành một cây gậy gỗ. Tạ nhi lập ôm một cái, ánh mắt quét thấy bùi minh đình đang nửa sống nửa chết dựa vào hoàng kỳ, vội bảo. Mau, mau vào trong chùa đi. Lúc này, Yến Tam Hợp Á à Lý bất ngôn đến gần, tạ nhi lập thấy hai người này đều ướt súng thì vội nói quần áo dày tất đều để ở xương phòng, nước nóng cũng đã chuẩn bị, cô nương mau đi thay đi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Hắn nhặt ô dưới mặt đất lên, che cho hai người. Vất vả rồi. Yến Tam Hợp không biết cách thân thiện, cũng không biết cách ứng phó, chỉ đành nhận lấy ô rồi gật đầu một cái. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 164, gặp gỡ lúc đêm khuya. Sương phòng không lớn, nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Yến Tam hợp sợ lý bất ngôn bị cảm lạnh, bèn ép nàng tắm rửa thay quần áo trước. Còn mình thì mặc áo ướt đứng dưới mái hiên quan sát môi trường xung quanh. Vừa rồi đi gấp quá nên không kỹ ngôi chùa này tên là gì. Nhìn địa thế và môi trường cũng không tồi. Hôm nay trời đã tối, tại nhi lập chờ ở đây, lại chuẩn bị mấy gian xương phòng như vậy, có thể thấy được là có thể qua đêm ở đây. Tại sao lại qua đêm tại chùa? Cửa xương phòng đối diện kết một tiếng mở ra, tạ nhi lập đi ra, nhìn thấy Yến tam hợp đứng ở dưới mái hiên thì che ô đi tới. Yến nôn nương, hôm nay chúng ta qua đêm ở đây, ngày mai sớm sẽ đi kinh thành. Vì sao? Yến tam hợp hỏi. Chùa này tên là chùa Huyền Trang, thờ phụng địa tạng Bồ Tát, địa tạng Bồ Tát bảo bình an, tam gia tạ phủ chỉ cần sức khỏe không tốt thì sẽ đến đây tính tu dưỡng bệnh. Tạ nhi lập nâng ô lên. Bắt buộc phải làm thế thôi. Yến cô nương nói có phải hay không? Lời này có huyền cơ, nhưng huyền cơ này lại không quá khó hiểu với Yến tam hợp. Tạ Chi Phi rời kinh thành gần hai tháng rưỡi, thời gian dài như vậy không gặp người khác, nói với bên ngoài là bị bệnh, phải ở trong phủ dưỡng bệnh, tất nhiên là hôm nay có người thăm bệnh, ngày mai cũng có kẻ thăm bệnh. Đúng rồi, còn có tạ Tam Phu Nhân chưa qua cửa kia nữa, hẳn là hai ba bữa lại chạy đến cho xem vì che giấu tay mắt người khác, dứt khoát sắp xếp cho tạ tam gia tĩnh dưỡng trong chùa, không gặp ai hết. Ngày mai hồi kinh, có thể nói với bên ngoài là tạ tam gia bệnh khỏi hồi phủ, còn là đại gia tự mình tới đón. Về phần bùi đại nhân, chùa miếu vốn là địa bàn của hắn, vừa nghe nói huynh đệ dưỡng bệnh ở đây thì làm gì có chuyện quay về không ghé vào thăm bệnh chứ. Như thế thì có thể cùng hồi kinh rồi. Suy nghĩ rất chu đáo, sắp xếp rất chu toàn yến tâm hợp gật gật đầu tỏ vẻ mình không có ý kiến cô nương rửa mặt trước đi lát nữa cùng dùng cơm không cần đưa vào phòng ta đi ngày mai giờ dần một khắc xuất phát không nên chậm chế chờ đã tạ nhi lật thấy nàng muốn vào phòng vội vàng gọi lại cô nương rời khỏi tạ phủ lâu như vậy nói với bên ngoài là cô nương trở về phủ vân nam một chuyến để xử lý ít việc vặt đi yến tâm hợp nhíu mày lý do thoái thác này cũng có nghĩa là ngày sau nàng phải ở lại tạ ra tạ nhi cười yếu ớt đây cũng là chuyện bắt buộc yến cô nương nói có phải hay không ta không tinh danh bằng các ngươi yến tam hợp không muốn tốn thời gian vào việc nhỏ như vậy còn gì muốn nói không lão phu nhân và phụ thân đều rất nhớ ngươi chứ ba ngày hai bữa lại nhắc tới đại phu nhân và nhị muội cũng hỏi ta nhiều lần khi nào cô nương trở về tạ nhi lập cười yếu ớt nói lần này trở về, chờ mọi chuyện thỏa đáng thì ta sẽ dẫn cô nương vào phủ chào hỏi mọi người. Nam nhân tạ phủ, ngoài miệng bôi mật, trong lòng giấu đau. Người trước miệng lưỡi hơn người sau, người trước mưu mô hơn người sau. Yến Tam Hợp im lặng thật lâu, rồi gật đầu. Trong xương phòng, tạ chi phi và bùi tiếu tắm rửa thay quần áo, tùy tiện ăn vài miếng cơm chay rồi ngã đầu xuống ngủ. Tạ Nhi lập đắp chăn cho hai người, thổi nến rồi đóng cửa rời đi. ngẩng đầu nhìn thấy xương phòng yến tam hợp đối diện cũng đã tắt đèn thì nói với Đinh Nhất đang giữ cửa. Ta đi tìm chú chỉ chơi mấy ván cờ, đêm nay không quay về. Đại gia yêu cờ, người tả phủ ai cũng biết. Chú chỉ chùa huyền trang đánh cờ rất giỏi, người trong tăng lục đạo không ai không biết. Đinh Nhất chờ sau khi hắn rời đi, thì lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống cửa, dần dần ngủ gà ngủ gật cũng không biết ngủ bao lâu thì đột nhiên có một viên đá nhỏ ném tới, Đinh Nhất giật mình mở to mắt, nhảy dựng lên. Ai? Trong bóng đêm, một bóng dáng thon dài chậm rãi đi đến. Đinh Nhất giật mình, vừa muốn tiến lên thì lễ thì người nọ làm động tác im lặng với hắn, lại chỉ vào trong phòng. Đinh Nhất vội gật đầu, vội vàng đẩy cửa phòng ra, đốt nến lên. Bùi tiếu đang ngủ say, cảm giác có người lay hắn thì tức giận đá một cước. Cút ngay! hai tháng rưỡi không gặp, mà sao nóng tánh thế hả Minh Đình? Giọng nói này, bùi tiếu sợ tới mức lăn lộn ngồi dậy, rụi rụi mắt, vừa thấy rõ ràng người ngồi bên giường là ai, thì chỉ lườm một cái rồi lại nằm xuống. Triệu Diệp thời nhìn tả chi phi cười cười. Tính tình của hắn, làm sao ngươi chịu được thế? Nhịn thôi, nhịn muội muội ngươi. Bùi tiếu lại đạp thêm một cước. Tả chi phi không kịp né tránh nên bị đá một cước. Ngươi học chiêu này của ai đấy? Bà đồng họ lý. Bùi tiếu ngáp một cái ngồi dậy, hất cằm về phía triệu diệp thời. Sao ngươi lại tới đây? Triệu diệp thời dứt khoát cởi giày trèo lên giường, ngồi xếp bằng. Một là không yên tâm nên đến thăm các ngươi, hay là chuyện quý lăng xuyên đã sắp xếp xong, nhưng phải đợi đến đêm mai, ba là. Hắn nhìn bùi tiếu, ấy náy. Chuyện của cửu cô nương trách ta, là ta không chăm sóc tốt. Không liên quan đến ngươi. Bùi tiếu cười gần nói giống như trời sắp mưa nương muốn lập gia đình nàng muốn chết ai cũng ngăn không được ta nghĩ thông suốt rồi triệu diệc thời rất kinh ngạc quay đầu nhìn tả chi phi tả chi phi ngáp một cái nói bị hai bà đồng mắng mắng đến mức nghĩ thông luôn bùi tiếu xem thường liếc hắn một cái không phải mắng mà là khuyên tả chi phi ừ khuyên rồi triệu diệc thời cười khẽ một tiếng chậm rãi thu lại thần sắc nói chuyện của hai người thế nào rồi Tả chi phi tâm ma của lão phu nhân đã tìm được một nửa còn một nửa vẫn chưa tìm được triệu diệt thời trầm ngâm ngươi để cho ta sắp xếp gặp quý lăng xuyên vậy một nửa tâm ma còn lại là ở chỗ hắn sao bùi tiếu chen vào không chắc lắm yến tam hợp không nói kỹ chỉ nói muốn gặp quý lăng xuyên triệu diệt thời một nửa tâm ma đã tìm được của lão phu nhân là gì bùi tiếu hoài nhân Việc này mà nói ra khéo lại hù ngươi chết tươi đó, lão phu nhân nhà ta lúc còn trẻ có một ngươi thương, ngươi đoán xem hắn là ai? Triệu Diệp Thời, ai? Bùi Tiếu, là quân chủ bỏ trốn của đại tề, Ngô Quan Nguyệt. Triệu Diệp Thời chợt biến sắc. Ngươi nói gì cơ? Ta đã nói ngươi sẽ bị hù chết tươi mà. Bùi Tiếu nặng nề thở dài. Con chó kia là Ngô Quan Nguyệt tặng cho bà, lão phu nhân nhà ta là bị buộc lên kiệu niệm tưởng cất dấu năm mười năm biến thành tâm ma. Triệu diệt thời. Hai người tìm được cha con ngô quan nguyệt rồi à. Bùi tiếu. Tìm được cái rắm hỏi thăm tới hỏi thăm lui, đều nói người đã chết ngắc từ lâu rồi, còn uổng phí nhiều thời gian như thế. Triệu diệt thời. Vậy làm sao bây giờ, người chết có thể giải tâm ma không? Bùi tiếu nhìn tạ chi phi, tạ chi phi nói tiếp. Yến Tam Hợp nói tâm ma thực sự của quý lão phu nhân có thể còn ở trong kinh thành, vì thế chúng ta đã chạy về. Triệu Diệp thời mất một thời gian dài mới tiêu hóa được tin tức ly kỳ này, cười khổ nói. Không ngờ lão phu nhân còn có một đoạn thời gian như vậy. Bùi tiếu. Con bà nó ai có thể nghĩ đến chứ? Không nói những thứ này nữa. Tả chi phi chuyển hướng. Trong kinh thành bây giờ thế nào rồi? Triệu diệt thời. Không có động tĩnh gì, hai người ngủ tiếp đi, ta về trước đây. Đi ngay bây giờ sao? Tạ Chi Phi kinh ngạc. Triệu Diệp thời vỗ vỗ vai hắn. Thứ nhất là tránh tay mắt, thứ hai là lo cho người trong lao, nhất là vào thời điểm mấu chốt này, không thể xảy ra chuyện được. Hắn xuống giường, sửa sang lại quần áo, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng của thầm trùng vang lên. Ra, trong kinh thành truyền đến tin tức, con út của quý lang xuyên sắp trụ không được rồi. Chương 165, Quý nhân. Bắc Tư, nhà lao. Quý Lăng Xuyên đột nhiên giật mình ngồi dậy, hít thở từng ngủ. Vừa rồi hắn mơ thấy cái gì? Hắn lại mơ thấy có người bóp cổ đứa con út của mình, nhìn thấy nó tắt thở dần trước mặt mình. Quý đại nhân gặp ác mộng ư? Quý Lăng Xuyên hoảng sợ. Ai? Bên ngoài song sắt phòng giam, có một cai ngục đang ngồi xổm. Có người bảo ta tới thông báo với Quý đại nhân một tiếng. Ba ngày chỉ còn dư lại sáu canh giờ, sáu canh giờ sau, quý công tử chị e sẽ thành một cỗ thi thể lạnh băng. Quý lăng xuyên như người điên sông tới, hai tay nắm chặt song sắt. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa xem. Chủ tử nhà ta thấy quý đại nhân hai ngày nay ngủ quá say, có hơi không vui, cho nên đã động thủ trước. Lòng quý lăng xuyên đau như dao cắt, máu cả người vọt thẳng lên đỉnh đầu. Đám xúc sinh, tạp trùng các ngươi có gan thì nhắm vào ta này, nhắm vào ta. Mục tốt nghe thế thì thở dài lắc đầu. Thật sự có thái tôn che chở thì không sao ư. Quý đại nhân à, chủ tử nhà ta nói, cũng có chỗ thái tôn không che chở được. Các ngươi, các ngươi, thả con ta, con ơi. Cổ họng quý lăng xuyên phát ra tiếng gầm thống khổ, dùng sức đập vào song sắt. Máu, chảy xuống chán. Quý lăng xuyên căn bản không cảm thấy đau, bên tai hắn tất cả đều là giọng nói của đứa con út đó là đứa con mà hắn yêu thương nhất, vừa nghe lời lại hiểu chuyện như vậy. Cha, con giúp cha mài mực. Cha, tối nay con muốn ngủ với cha. Cha, ngày mai cha về sớm dẫn con đi từ ký ăn thịt dê nhúng nhé. Quý lăng xuyên tuyệt vọng thất thanh khóc giống, nước mắt và máu từng giọt rơi trên áo phạm nhân, cả khuôn mặt vặn vẹo khó nói nên lời. Mẫu thân, quý lăng xuyên trợn mắt đến mức muốn nứt ra, gân xanh nổi lên. Người có thể đừng ích kỷ như vậy, mà suy nghĩ cho con cháu đời sau một chút được không? Ngục tốt móc móc lỗ tai, thầm nghĩ này quý lăng xuyên bị điên rồi à? Nghiệp mình làm, thì liên quan dám gì đến người đã chết? Đêm khuya, một chiếc xe ngựa bốn bánh từ đường mòn lái vào quan đảo, thẳng đến Kinh Thành. Thiên tử sáu bánh, thần tử bốn bánh. Xe ngựa này là xe của Hoàng Thái Tôn Triệu Diệp Thời. Tuy rằng xe ngựa rộng rãi tinh xảo, nhưng năm người cùng ngồi thì vẫn phải chen chúc mới được. Không có ai mở miệng nói chuyện, trong không khí phiêu đắng một bầu không khí rất khó diễn tả. Nói trắng ra thì là sự xấu hổ. Thập nhị gia của nhà họ quý sắp không xong nên chỉ có thể xuất phát ngay trong đêm. Để che giấu tai mắt người khác, Chu Thanh, Đinh Nhất và Hoàng Kỳ ở lại, ngày mai theo đại gia tả phủ cùng cùng hồi phủ. Vì che giấu tai mắt người khác, tất cả mọi người chỉ có thể ngồi vào trong xe ngựa của Hoàng Thái Tôn. Yến Tam Hợp nhìn Hoàng Thái Tôn vài lần, nghiêng đầu, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nghĩ, ngoài mặt thì trách phạt, bên trong lại âm thầm nghênh đón chăm dặm, người nào người nấy đều thật biết diễn. Tả Chi Phi thấy Yến Tam Hợp nhắm mắt lại, cũng giả bộ ngủ, trong lòng nghĩ, may mà ta đã khai thật trước với Yến Tam Hợp, nếu không cục diện này thực sự rất khó coi. Bùi tiếu ảm đạm, ánh mắt dại ra. Đừng hỏi ta, ta chẳng biết gì cả. Lý bất ngôn hai tay nâng cầm, nhìn chằm chằm Triệu Diệp Thời. Nàng nhìn có hơi hứng thú, đồng tử chẳng hề di chuyển, khóe miệng lại còn treo một nụ cười sâu xa. Mà ánh mắt Triệu Diệp Thời giờ phút này đều đặt ở trên người Yến Tam Hợp. Một lát sau, hắn thản nhiên mở miệng. "Yến cô nương, ta và Minh Đình, thừa vũ là bạn thân từ nhỏ, chỉ là không quá lộ liễu, mong cô nương thứ lỗi." Yến Tam Hợp nâng mí mắt lên, thản nhiên nói, "Quý nhân không cần giải thích nhiều." sau này chúng ta sẽ không gặp lại ta cũng không phải người lắm miệng ý ở ngoài lời ngươi là ai có quan hệ với tạ bùi gì ta không có hưng thú biết lại càng không nói với bên ngoài sau này đường ai nấy đi triệu diệt thời quay đầu nhìn tạ chi phi khẽ nở nụ cười tạ chi phi sờ sờ mũi biết chưa người khó hầu hạ nhất còn không phải bùi minh đình mà cái vị đòi mạng trước mắt này nè triệu diệt thời từ cửa nam vào thành đến Bắc Ti còn hơn nửa canh giờ, trên đường sẽ có người đưa một bộ quần áo thị vệ tới, Yến cô nương hãy giả dạng thành thị vệ của ta, theo ta vào Bắc Ti. Yến tam hợp. Mấy người bọn họ thì sao? Triệu diệt thời. Bắc Tư không dễ vào như vậy, bọn họ chỉ có thể ở trong xe ngựa chờ chúng ta. Yến Tam Hợp đang muốn gật đầu, thì đã thấy ánh mắt sâu đen của Tạ Chi Phi nhìn về phía nàng. Trong lòng nàng sáng tỏ. Quý nhân, có vài câu hỏi quá riêng tư, ta phải một mình đi gặp Quý Lang Xuyên. Ta cũng không có thời gian mang ngươi đi gặp hắn, ta đến lao ngục khác gặp thập nhị gia quý phủ, với cả. Triệu diệt thời không kiêu ngạo như hoàng tử hoàng tôn khác. Ta không phải tên quý nhân, nếu cô nương bằng lòng thì có thể gọi ta một tiếng hoài nhân. Yến Tam Hợp không kiêu ngạo không xiềm nịnh nói. Vẫn nên xưng một tiếng điện hạ đi. Nàng có lớn gan thế nào thì cũng không cả gan đến mức đến xưng tự của đương triều hoàng thái tôn đâu. Huống chi, người ta chỉ tùy tiện nói như vậy, nếu nàng cho là thật thì thật không biết điều. Làm phiền điện hạ nói với người lái xe một câu, kêu hắn đánh xe nhanh một chút, thời gian không còn nhiều nữa. Yên tâm. Bắc Tư, một nhà lao khác, thiếu niên trẻ tuổi gầy yếu nằm trên mặt đất, hô hấp càng ngày càng yếu. Ngục tốt nhìn Từ Lai, thấp giọng nói, đại nhân, sức khỏe người này căn bản không chịu được đến lúc chúng ta động thủ. Mặt Từ Lai lộ vẻ hung ác, lão tặc quý lăng xuyên đã khai ra chưa cai ngục bẩm đại nhân vẫn chưa từ lai cười gằn cắt ngón út của hắn đi đưa cho lão tặc kia xem ngục tốt có hơi do dự lỡ như không có lỡ như gì cả dùng sâm lâu năm để vớt lại chút mạng sống của nó từ lai lạnh lùng nhìn cai ngục chỉ cần quý lăng xuyên nhà trương gia ra thì người này sẽ vô dụng chết hay không cũng chẳng quan trọng nữa vâng một lát sau có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bắc tư đại lao không biết có phải là cha con tâm tinh tương thông hay không mà quý lăng xuyên đột nhiên cảm thấy ngực đau thắt đau đến hắn co quắp người lại con trai ơi chắc chắc là con mình có chuyện rồi hắn hốt hoảng bò lên vài bước dùng sức thò đầu muốn nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng nhìn thấy gì cả quý lăng xuyên tiếp tục đập mạnh đầu vào song sắt cổ họng điên cuồng gào thét một tiếng người đâu người đâu trong màu máu có tên ngục tốt chạy tới, ngồi xổm trước mặt hắn, cười gần mở ra một cái hộp gấm. Quý đại nhân, nhìn xem nè. Quý lăng xuyên cúi đầu nhìn, hai tròng mắt chợt dừng lại. Lúc này tựa như có một bàn tay lớn đang siết chặt cổ họng hắn. Quý đại nhân, còn ba canh giờ cuối cùng, quý công tử có thể giữ mạng hay không thì phải xem quý đại nhân có thức thời hay không. Cai ngục ném hộp gấm xuống đất. Quý lăng xuyên giống như con chó dùng cả tay chân cùng bỏ qua, vội nhặt ngón tay kia lên, nước mắt chảy như mưa. Bảo vệ trương gia thì không bảo vệ được con trai, bảo vệ được con trai thì là phản bội chủ tử, kết cục cũng không khá hơn chút nào. Con trai là mạng sống của ta, a à, a à. Ông trời ơi, ông là muốn ép quý lăng xuyên ta đi chết sao? Chương 166, lừa gạt. Ngựa dừng lại ở cửa sau Bắc Tư. Thẩm trùng vén rèm xe lên, tiểu thị vệ sách hộp thức ăn từ bên trong nhảy ra, người xuống xe tiếp theo là triệu diệp thời có cẩm y vệ đi tới nói nhỏ bên tai triệu diệp thời vài câu sắc mặt triệu diệp thời hơi thay đổi lạnh lùng nói lên trước dẫn đường vâng điện hạ tiểu thị vệ chính là yến tam hợp cô cúi đầu đi theo sau triệu diệp thời không dám lỡ một bước sau khi xuyên qua hành lang dài đi vào trong một cánh cửa sắt cẩm y vệ lấy chìa khóa ra mở xiềng xích treo trên đó ra Triệu Diệp thời chắp tay đứng ở cửa, liếc Yến Tam hợp một cái, hờ hững nói. Thôi, ngươi đi thay ta một chuyến. Yến Tam hợp cả kinh. Không phải đã nói cùng nhau vào nhà lao, rồi sau đó Triệu Diệp thời mới tìm cớ rời đi, sao lại thay đổi rồi. Nàng nhanh trí nói. Điện Hà có lời nào cần ta chuyển giúp không? Triệu Diệp thời nhíu mày. Không có gì, vâng. Cẩm y về kia liếc mắt nhìn Yến Tam Hợp, ho khan một tiếng nói. Điện hạ, chỉ có nửa canh giờ. Biểu cảm triệu diệp thời vẫn rất hờ hững. Có nghe thấy không? Yến Tam hợp đầu cúi thấp hơn. Vâng. Hai người một trước một sau đi vào cửa sắt, triệu diệp thời chờ hai người không thấy bóng dáng thì sắc mặt mới lạnh xuống. Thẩm trùng tiến lên nửa bước. Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì thế? Hai canh giờ trước, Tử Lai chặt một ngón tay của quý thập nhị cho quý lăng xuyên xem, quý lăng xuyên lập tức nói muốn gặp Tử Lai. Thẩm trùng thầm nghĩ không ổn. Vậy Quy Lăng Xuyên có thể. Triệu Diệp thời cục mắt không nói lời nào. Thẩm trùng nóng này. Điện hạ, mau quyết định đi. Không vội, để ta suy nghĩ một chút. Triệu Diệp thời đưa tay xoa xoa thái dương của mình. Từ cửa sắt đi xuống, xuyên qua hành lang âm trầm đáng sợ, yến tam hợp chẳng dám thở mạnh, cả người căng thẳng giống như một dây cung. Đi đến tận cùng thì cầm y vệ dừng bước, chỉ vào người bên trong, nói. Chìa khóa ở chỗ ngục tốt, người ở bên ngoài nói đi đa tả yến tam hợp buông hộp thức ăn xuống ôm quyền với người nọ cẩm y vệ xoay người rời đi nàng nhìn về phía lao ngục vừa nhìn qua yến tam hợp chợt kinh hãi trong góc có một người đang co quắp người này tóc tai bù xù khắp gương mặt toàn là máu sao còn có chút dáng con người nào nữa quý lăng xuyên quý lăng xuyên gọi hai tiếng liền nhưng không ai trả lời trực giác của yến tam hợp cảm thấy không tốt lắm đang muốn gọi tiếp thì quý lăng xuyên đột nhiên xông tới, bộ mặt giữ tợn nói. Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo. Yến Tam hợp thấp giọng. Quý lăng xuyên, ngươi nhìn rõ ta là ai không? Quý lăng xuyên cười ha ha, như điên như dại. Ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra, ngươi nhận của ta hai ngàn lượng, nói muốn giúp mẫu thân ta hóa niệm giải ma, ngươi đã giải được chưa? Ngươi không có bản lĩnh giải được, ngươi đền mạng con ta. Ha ha ha, quý lăng xuyên, ta chỉ có nửa canh giờ, không có thời gian nghe ngươi nổi điên. Yến Tam hợp vươn tay, dùng sức nắm lấy vạt áo dinh máu của quý lăng xuyên. Những lời ta nói tiếp theo đây, ngươi nghe cho rõ vào. Không còn kịp rồi, đã không còn kịp rồi, cửu nha đầu không còn, con trai ta không còn, quý gia không còn, tất cả đều không còn, lão phu nhân, mẫu thân, người hại nhiều người quá. Yến Tam hợp buông lỏng tay, nắm thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặt quý lăng xuyên cơn đau truyền đến, sự điên dại trong mắt Quý Lăng Xuyên lui đi một chút. Hắn nghẹn ngào khóc, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất. Tiễn Tam hợp sứt khoát cũng ngồi xếp bằng xuống. "Quý Lăng Xuyên, mẫu thân ngươi tên đầy đủ là Hồ Tam Muội, quê hương thật sự của bà ấy ở huyện Đông Hưng, phủ Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Nơi đó có trúc xanh khắp núi, có từng mảnh vườn rau, còn có một con sông Bắc Thương thật dài, nhìn không thấy điểm cuối. Phía bên kia sông Bắc Thương là đại tề" biên giới giữa hai nước hồ tam muội khi còn bé rất khổ rất nghèo nhưng nàng sống rất tự tại nàng còn có một tỷ muội tốt tên là hồ chân người ta gọi là chân tỷ nghĩ đến chân tỷ trên khuôn mặt lạnh như băng của yến tam hợp lộ ra chút mềm mại có một ngày hai tỷ muội chơi đùa ở bờ sông nhìn thấy một con chó rơi xuống sông bắc thương hồ tam muội đang bơi qua vừa khéo bên bờ sông bắc thương cũng có người bơi tới con chó rơi xuống nước kia mang thai hai người giúp cho cái đỡ đẻ. Cứ như vậy, Hồ Tam Muội quen biết Thanh Mai Trúc Mã của nàng. Con chó đen xuất hiện trong đầu Hồ Tam Muội sau khi chết, chính là đứa con mà hai người họ cùng đỡ đẻ. Tên của người kia, người chắc chắn đã từng nghe, hắn tên là Ngô Quan Nguyệt. Quý Lăng Xuyên cúi thấp đầu, chợt ngẩng lên. Ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì cơ? Ngô Quan Nguyệt, quân vương lưu vong của đại tề, thủ phạm trong vụ thảm sát trịnh lão tướng quân. Yến Tam Hợp nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của hắn. Ngươi là quan, ngô quan nguyệt trở thành quân chủ lưu vong thế nào, tàn sát phủ trịnh lão tướng quân ra sao. Những chuyện này ngươi rõ ràng hơn ta. Quý lăng xuyên hít sâu một hơi, căn bản không có cách nào trả lời câu hỏi của cô, chỉ dùng sức gật đầu. Mẫu thân hồ tam muội của ngươi đến kinh thành làm thiếp, căn bản không phải nàng tình nguyện, nàng là bị buộc rời khỏi sông Bắc Thương, trước khi rời đi nàng nói với tỷ muội tốt chân tỷ, đời này sẽ không trở lại nữa. Mà con chó đen tên hắc đàn kia, sau khi hồ tam muội rời đi đã tuyệt thực mà chết bởi vì chủ nhân của nó vô tình vứt bỏ nó thân thể quý lăng xuyên rõ ràng run lên trên mặt lộ ra vẻ khó tin cho nên bây giờ ngươi đã đã hiểu vì sao vườn trúc u ẩm ướt như vậy lão phu nhân cũng muốn chuyển qua chưa những cây trúc xanh kia là thứ mà bà nhớ mãi không quên cho nên ngươi hiểu lão phu nhân vì sao sau khi lên làm đương ra, lại hạ lệnh cho trong phủ không được phép nuôi chó chưa bởi vì bà nhìn thấy chó, sẽ nghĩ đến hắc đản. Cho nên, ngươi hiểu vì sao lão phu nhân trồng một vườn rau ở hậu hoa viên chưa, thứ bà trồng không phải rau, mà là đang hoài niệm lúc mình còn trồng rau. Cho nên, ngươi hiểu được lão phu nhân vì sao mỗi lần ngồi bên hồ tâm là bà lại ngồi mấy canh giờ chưa, bà không phải nhìn hồ tâm, mà là con sông Bắc Thương nàng ngày nhớ đêm mong, nhưng mãi mãi không trở về được. Cho nên ngươi hiểu được lão phu nhân vì sao lại có ý muốn thả nha hoàn tiểu hồng rời đi chưa, bởi vì bà nhìn thấy bóng dáng mình trước đây từ trên người tiểu hồng. Về phần tại sao bà ấy không cưng chiều cháu trai, cháu gái của quý gia, lại cưng chiều cháu ngoại bùi minh đình. Yến Tam Hợp nhắm mắt lại, nghĩ tới hành động của bùi minh đình trên đường đi. Ta nghĩ, đại khái bởi vì Hồ Tam muội từ nhỏ đã là một người không sợ trời, không sợ đất, tính tình hoang dã, không chịu ràng buộc. Quý Lăng Xuyên kinh ngạc. Đây thật sự là lão phu nhân chẳng biết một chữ nào sao tại sao nghe lại xa lạ như vậy? Không thể tin được. Đêm quý phủ xét nhà, chúng ta gặp được Vũ Trần. Sau khi gặp Vũ Trần, chúng ta chẳng kịp thở mà vó ngựa không dừng đi thẳng đến Nam Ninh Phủ. Yến Tam hợp nghĩ đến quá khứ mạo hiểm, nhịn không được nhắm mắt lại. Ở phủ Nam Ninh, chúng ta đã trải qua muôn vàn khó khăn tìm được Ngô Thư Niên, con trai của Ngô Quan Nguyệt. Bốn tháng sau lần chiến bại Ngô Quan Nguyệt, đã uất ức mà chết. Thực ra Ngô Thư Niên cũng đã là người sắp chết, nhưng không biết có phải mẫu thân ngươi âm thầm phù hộ hay không, trước khi hắn chết, chúng ta cuối cùng cũng tìm được một nửa tâm ma của mẫu thân ngươi. Đôi mắt Quý Lăng Xuyên đột nhiên trợn to, gần như muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Một nửa, sao chỉ có một nửa? Chương 167, thừa nhận. Yến Tam hợp lạnh lùng nhìn Quý Lăng Xuyên, "Ngươi không phải nên hỏi, một nửa tâm ma của mẫu thân ngươi là gì sao?" "Ta không muốn biết." Quý Lăng Xuyên nghiêng đầu nhổ bọt máu trong miệng, ánh mắt đỏ ngầu. Ta chỉ muốn biết, lúc nào mới có thể tìm được một nửa tâm ma kia của bà ấy, để bà không gây hỏa cho con cháu quý gia nữa thôi. Ta lại cứ muốn nói cho ngươi biết đấy. Ngữ khí của Tam Hợp vô cùng kiên định. Một nửa tâm ma của mẫu thân ngươi là Ngô Quan Nguyệt. Ta đoán cũng vậy. Quý Lăng xuyên đối với lão phu nhân có oán nhưng không nói nên lời. Rõ ràng đã vào quý gia, rõ ràng được Cẩm Y Ngọc thực, rõ ràng là nữ nhân có chồng, lại nhớ mãi không quên đối với một nam nhân tội ác tại trời đúng là ngu phụ, ngu phụ. Quý Lăng Xuyên, ngô quan nguyệt không phải là tội ác tại trời, nếu muốn có so sánh. Sự trào phúng trên mặt Yến Tam Hợp trở nên nồng đậm. Người phụ thân quý Xuân Sơn của ngươi, cũng không sánh bằng một mình hắn. Hô hấp của quý Lăng Xuyên cứng lại. Về phần ngươi, Yến Tam Hợp lại cười gằn. Với phẩm tính của ngươi, tất nhiên là chẳng xứng sách dày cho ngô quan nguyệt. Ngươi, quý Lăng Xuyên tức muốn hộp máu. Bây giờ tâm ma của mẫu thân ngươi vẫn còn dư lại một nửa, nếu một nửa tâm ma này không giải được, thì kẻ chết đi không chỉ là một quý thập nhị, câu hỏi tiếp theo ta muốn hỏi." Yến Tam hợp vươn tay, lại một lần nữa túm lấy vạt áo trước của Quý Lăng Xuyên. "Ngươi phải thành thật trả lời ta, nếu không giải được tâm ma của lão phu nhân, thì quý gia các ngươi chắc chắn sẽ đoạn tử tuyệt tôn, không một ai sống sót." Giống như có một tia sấm chớp bổ xuống đầu Quý Lăng Xuyên, bổ vào lục phủ ngũ tạng của hắn bốn kinh tám mạch không có chỗ nào không đau nếu phải đoạn từ tuyệt tôn hắn còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông quý gia nữa hắn run người run giọng ngươi hỏi đi yến tam hợp buông tay ra hít sâu một hơi cố đẻ nén tâm trạng đang cuồn cuộn của mình xuống lão phu nhân thực sự chuyển đến trúc viện là khi nào nếu như ngươi không nhớ được thì có thể nhớ lại xem năm đó kinh thành đã xảy ra chuyện lớn gì vẻ mặt quý lăng xuyên hết sức mờ mịt. Yến Tam Hợp nhìn hắn, chậm rãi nói. Hoặc là, giữa bà và ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ta, ta, ta nhớ ra rồi. Hô hấp của quý lăng xuyên chợt dồn dập. Bà cụ thật sự chuyển đến trúc viện, vào vài tháng sau thảm án nhà họ trịnh. Yến Tam Hợp. Ngươi chắc chứ? Quý lăng xuyên gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu. Không đúng, hẳn lúc xác định hung thủ vụ án trịnh ra là cha con ngô quan nguyệt. Yến Tam Hợp biến sắc, lại hỏi một lần nữa. Ngươi chắc chứ? Quý Lăng Xuyên vỗ mạnh vào song sắt. Lần này, hắn xem như hoàn toàn nhớ ra rồi. Lúc bắt đầu, Lão Phu Nhân nghe nói đến vụ án trịnh gia, chỉ thổn thức cảm thán vài ngày. Bà thổn thức cảm thán điều gì? Đáng thương, nghiệp chướng, mắng vốn xúc sinh nào làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Sau đó thì sao? Sau khi cha ra hung thủ là cha con ngô quan nguyệt, bà ấy lại bắt đầu thường hỏi thăm, thậm chí còn chạy tới hỏi ta. Hỏi ngươi cái gì? Quý Lăng Xuyên kinh ngạc nhìn Yến Tam Hợp, cố nhớ lại. Ngày đó hẳn là ở trong thư phòng của hắn. Trong thư phòng còn có khách. Lão phu nhân cứ như vậy vội vội vàng vàng xông vào. Toàn bộ quý phủ đều biết, thư phòng của quý phủ đại lão gia và nhị lão gia là cấm địa, cho dù tam đệ, tứ đệ tới, cũng phải phái người thông báo trước một tiếng, huống chi là nữ quyến nội trạch. Lúc đó mặt hắn đã kho coi, chỉ là trên đỉnh đầu còn chiếu một tầng hiếu đạo hơn nữa ở trước mặt khách nên không thể nổi đoá hắn đi tới hỏi bà đã xảy ra chuyện lớn gì bà nắm lấy tay hắn run rẩy hỏi lão gia thảm án diện môn của tộc trịnh phủ thực sự là do cha con ngô quan nguyệt của đại tề quốc làm sao hắn nhíu mày mẫu thân hỏi cái này làm gì bà không chỉ không trả lời lại còn hỏi triều đình không điều tra sai chứ sao có thể là cha con ngô quan nguyệt bọn họ là người của đại tề, thành tứ cửu chúng ta sao có thể để cho người của đại tề chạy vào được. Hắn vừa nghe lời này, trong lòng đã nổi giận. Nữ tử hỏi thăm chuyện triều chính thì thôi đi, lại còn dám nghi ngờ triều đình cha án sai. Truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến cho đồng liêu của hắn cười rụng răng sao. Hắn không chút khách khí quát lớn. Mẫu thân an phận sống qua ngày là được, chuyện lớn triều đình ngươi không hiểu, càng không cần hiểu nếu mẫu thân thật sự nhàn rỗi không có việc gì làm thì cứ gọi mấy con hát vào hát cho nghe đi. lời nói không đủ nặng, hắn lại bổ sung một câu. hoặc là đến chùa miếu ở Tây Sơn vài ngày, niệm Phật, tĩnh tâm, bớt lo những chuyện không nên xen vào. mùi bà khẽ run rẩy, vừa muốn nói lại không dám nói, đôi mắt đáng thương nhìn hắn. hắn hận nhất là khí bà làm ra dáng vẻ vô tội lại đáng thương này, đè giọng xuống, lạnh lùng nói mẫu thân còn có chuyện gì khác không không có không có ngươi bận đi ngươi bận việc của ngươi đi bà nghe hiểu được mỗi một câu nói của hắn xoay người chống quải trượng từng bước đi ra ngoài hắn không đợi bà ra khỏi viện đã phất phất tay áo trở về thư phòng giọng quý lăng xuyên khàn khàn yến cô nương ta nào biết bà và ngô quan nguyệt có quan hệ như vậy yến tam hợp sau đó bà có hỏi thăm ngươi nữa không quý lăng xuyên lắc đầu lão phu nhân là người biết điều từ chối một lần bà ấy sẽ không lại gần hỏi lần thứ hai yến tam hợp phía nhị lão ra thì sao quý lăng xuyên chưa từng nghe nhị đệ ta nói đến hơn nữa nhị đệ và ta là một lòng phía lão phu nhân có chút chuyện gì hắn đều chạy tới nói với ta yến tam hợp sau đó lão phu nhân dọn đến trúc viện ở hay là trong lúc này lại xảy ra chuyện gì nữa quý lăng xuyên suy nghĩ một lát không có không có chuyện gì cả. Không đúng phải chứ? Yến tam hợp. Ta nghe Vũ Trần nói, lão phu nhân lớn tuổi, quản hơi nhiều, hai người các ngươi nuôi ở chỗ đích mẫu, há có thể để nàng quản. Cả người quý lăng xuyên chấn động, không dám tin nhìn Yến tam hợp. Yến tam hợp cười gần một tiếng. Lời này của Vũ Trần tuyệt đối là có hàm ý, chỉ là bà ấy là hạ nhân, nói chuyện làm việc rất có chừng mực, đã quen nể mặt chủ tử. Quý Lăng Xuyên cảm thấy có chút không thở nổi ta không có dấu giếm, chỉ là chút chuyện nhỏ, nên ta không đặt trong lòng thôi. Chuyện nhỏ gì, cũng không biết có phải bà hồ đồ, hay là ghen tị với đích mẫu ta, cứ cố ý nói mấy lời bóng gió bảo ta và nhị để tránh xa trương ra một chút. Tránh xa trương ra một chút. Tránh xa trương ra một chút. Tại sao? Trên khuôn mặt tái nhật như tờ giấy của Yến Tam hợp hiện ra sự nghi hoặc. Còn gì nữa? Cô lại hỏi. Bà còn thường xuyên nhắc bên tai ta, Nói gì mà quý gia đã phú quý ngập trời, cây cao bao nhiêu thì sợ gió lớn bấy nhiêu, ăn mấy chén cơm, đi mấy cây cầu đều có số mệnh sắp đặt. Nói tới đây, sắc mặt đẫm máu của Quý Lăng xuyên chợt thay đổi, giọng cũng càng ngày càng thấp, thấp đến mức Yến Tam Hợp gần như không nghe thấy. Yến Tam Hợp sốt ruột túm lấy hắn. "Bà còn nói gì nữa?" Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 168, phá giải không có, chỉ nhắc đi nhắc lại những thứ này, và nhắc tới một lần, ta và nhị đệ đã phiền chán nàng một lần, nghĩ thầm lão phu nhân thật sự là không biết điều. Sau đó, quý lăng xuyên đổi giọng. Sau đó ta và nhị đệ đàn áp một hai lần, thì bà không dám nói nữa, sau đó thì bà dọn đến trúc viện. Quý lăng xuyên nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy hắn thở phào nhẹ nhõm, nói với lão nhị. Rốt cục cũng không cần nghe lão phu nhân nói hưu nói vượn rồi. Yến Tam hợp quả quyết buông tay ra, sau đó im lặng thật lâu. Bởi vì ánh nến mà ngũ quan nàng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng đỏ nhạt, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng và trong trẻo như thường. Yến cô nương, ngươi, ngươi câm miệng. Yến Tam hợp không chút khách khí ngắt lời hắn. Ta hỏi lại ngươi, ngươi có biết hết vụ án của trịnh lão tướng quân, bao gồm cả những chi tiết bên trong không? Chuyện này... Mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay quý lăng xuyên chảy ra. Nói đi, Yến Tam hợp vỗ mạnh song sắt như phát tiết, giống giận. Nói thật. Quý Lăng Xuyên cắm hai tay vào trong tóc, dùng sức lắm vài lần rồi ngừng đầu nói. Ta từng nghe nói ở trương gia, ngươi có nói cho lão phu nhân nghe không? Quý Lăng Xuyên lắc đầu. Nếu như... Yến Tam Hợp nhìn hắn. Ta là nói nếu như, lão phu nhân vì biết ngô quan nguyệt, muốn hỏi thăm vụ án trịnh gia, ngươi nói và sẽ dùng cách gì? Quý Lăng Xuyên yên lặng nhìn Yến Tam Hợp một lúc lâu, sau đó lại vỗ đùi. Cái này đơn giản, mặc dù ta sẽ không nói cho lão phu nhân nghe, nhưng ta sẽ nói cho phu nhân ta nghe. Vụ án của trịnh gia, người có nói với phu nhân không? Quý lăng xuyên gật đầu. Xảy ra một vụ án lớn như vậy, trong lòng ai mà không tò mò, ta có nói riêng với cô ấy. Kể cả vụ chó của trịnh gia không con nào sống sót. Làm sao ngươi biết? Quý lăng xuyên hoàng sợ vạn phần nhìn yến tam hợp. Ta không chỉ biết, ta còn biết. Yến Tam Hợp đột nhiên truyền lời. Tổ tiên của Ngô Quan Nguyệt được một con chó cứu, Ngô gia bọn họ có một tổ huấn là không giết chó, việc này lão phu nhân cũng biết. Ý ngươi là gì? Quý Lăng Xuyên bối rối một lát, đột nhiên cả người run lên, mắt thẳng ra. Ngươi, ngươi, ý của ngươi là Quý Lăng Xuyên. Yến Tam Hợp đè nén phẫn nộ, chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nói. Lão phu nhân còn có một nửa tâm ma, ta tìm được rồi. Tìm được rồi, thật sự tìm được rồi ư quý lăng xuyên dùng cả tay lẫn chân đứng lên hai tay nắm chặt song sắt là cái gì người mau nói cho ta biết có phải quý ra được cứu rồi không có phải con ta đã được cứu rồi không ngươi nói mau đi yến tam hợp cười gần một tiếng cũng không quay đầu lại xoay người rời đi yến tam hợp yến tam hợp ngươi quay lại ngươi quay lại đi quý lăng xuyên vườn tay ra từ trong song sắt cả người mất khống chế nhảy lên giống y như người điên ngươi quay lại đi, ta van cầu ngươi mau quay lại đi, còn có nửa canh giờ, chỉ có nửa canh giờ. Yến Tam hợp dừng bước, lập tức xoay người đi trở về. Nửa canh giờ gì, thập nhị nhà ta chỉ còn có nửa canh giờ, bọn họ muốn động thủ, ta không nhả trương ra ra, ta không nói gì cả, ngươi cứu nó đi, ta van cầu ngươi cứu nó đi mà. Quý lăng xuyên chậm rãi quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi chảy xuống. Yến Tam Hợp không biết tại sao, lại chẳng đồng tình được với nam nhân này, chỉ lạnh lùng nói một câu. Quý Lăng Xuyên, ngươi cũng có ngày hôm nay. Trong một nhà lao khác, Triệu Diệp Thời ngồi trong ghế thai sư, sắc mặt âm trầm nhìn thập nhị thiếu gia của quý gia đang hấp hối trong song sắt. Bên cạnh, từ lai khom người, cẩn thận đứng một bên. Bẩm điện hạ, vụ án kéo dài quá lâu, hạ quan bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Triệu Diệp Thời cố nén lửa giận, bình tĩnh nói hay cho một cái vạn bất đắc dĩ từ đại nhân. Từ lai quỷ xuống, run rẩy mở miệng, hồi bẩm điện hạ, người này là ái tử của Quý Lăng Xuyên, nhốt vào lao ngục lúc chỉ còn lại non nửa cái mạng, cho dù Bùi Thái y đến đây thì hạ quan thấy cũng không thể xoay chuyển tình hình được. Người sắp chết, dù sao cũng phải chết, nếu có thể dùng hắn để ép Quý Lăng Xuyên nói không chừng án này có thể kết thúc, cũng có thể an ủi lòng hoàng thượng. Trong lòng Triệu Diệp thời kinh sợ tới cực điểm. Đưa Bùi Thái y ra, ý là nói, nhất cử nhất động của Hoàng Thái Tôn ngươi, tất cả mọi người đều mắt nhắm mắt mở, cho nên xin Hoàng Thái Tôn cũng mắt nhắm mắt mở với nhất cử nhất động của ta. Ai thắng ai thua, đều dựa vào bản lĩnh, đều nghe thiên mệnh. Đưa Hoàng đế ra, ý là nói, hành động của từ lai ta, đều danh chính ngôn thuận, ta đang làm việc cho Hoàng đế. Tay triệu diệt thời giấu trong tay áo hơi run lên. Từ đại nhân trung quân ái quốc, đúng là vất vả rồi điện hà nói như vậy hà quan xấu hổ vô cùng từ lai vội vàng cúi người xuống đất tư thái càng thêm cung kính triệu diệt thời lạnh lùng nhìn hắn thật lâu sau mới cúi người tự tay nâng hắn dậy dịu dàng ta cũng thấy hắn tuổi còn trẻ nên mới thương xót hơn từ lai cảm thán điện hà từ bi nhân nghĩa triệu diệt thời khẽ cười ngươi đã khen ta từ bi nhân nghĩa thì dù sao ta cũng phải tiễn quý thập nhị một đoạn đường cuối cùng từ đại nhân đi cùng ta có được không? Từ lai hối hận suýt nữa thì cắn lưỡi tự sát. Hoàng Thái Tôn là định ở đây che chở cho quý thập nhị đây mà. Hắn còn có thể động tay động chân gì được chứ? Phải làm sao để cậy miệng quý lăng xuyên nữa đây? Từ lai hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cung kính nói. Hà quan tuân lệnh. Yến Tam hợp đầy cửa sắt ra, trong lòng hơi kinh hãi. Trong viện lớn như vậy, chỉ thấy thẩm trùng và cầm y vệ thấp giọng nói chuyện với nhau, không thấy bóng dáng triệu diệp thời. Thẩm trùng thấy nàng đi ra thì gật đầu với cầm y vệ, xài bước đi tới. Yến cô nương, thế nào rồi? Yến tam hợp gật đầu. Điện hạ đâu? Thẩm trùng. Điện hạ có việc bận, nhưng trước khi đi bảo ta chuyển cho cô nương một câu. Yến tam hợp. Ngươi nói đi. Thẩm trùng. Cô nương muốn làm gì thì cứ làm, những chuyện khác người sẽ gánh vác. Yến Tam Hợp không có chút do so dự. Ta muốn đưa Quý Lăng Xuyên ra khỏi nhà lao, muốn hắn tắm rửa thay quần áo, sau đó tìm một cái viện yên tĩnh, muốn một cái bàn tế, ba bà mâm trái cây, hai cái giá nến, một lư hương. Nhanh lên, Quý Thập Nhị thiếu ra không còn thời gian nữa. Vẻ mặt thầm trùng, còn đau đớn hơn cả bị xét đánh. Yến Cô Nương, nơi này là lao ngục Bắc Tư, hắn đi đâu kiếm nhiều đồ như vậy. Chớ nói chi là muốn đưa Quý Lăng Xuyên ra ngoài. Yến Tam Hợp nhìn của hắn, đã biết chuyện này không được. Gọi Điện Hà tới đây." Thẩm Trùng nghiến răng, nói: "Yến cô nương, Điện Hà bây giờ không tới được, người đang ở cùng hình Bộ Thị Lang Tử Lai." Nói tới đây, Thẩm Trùng đưa tay che miệng, "Làm kinh động Tử Lai, e là càng khó làm hơn." "Chuyện gì thế này?" Yến Tam Hợp sốt ruột vò tóc, khó khăn lắm mới tìm được một nửa tâm ma của lão phu nhân, thế nhưng. Đột nhiên, nàng biến sắc, ta nghĩ đến một người, hắn hẳn là có thể. mươi 169, âm thọ. Trong xe ngựa, Lý bất ngôn khoanh tay, vô tư ngủ gà ngủ gật. Hai vị gia còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy thời gian chưa bao giờ trôi chậm như thế. Bùi tiếu dùng mũi chân đụng tả chi phi, bà đồng yến có làm được không đấy, sao đi lâu vậy mà vẫn chưa trở về, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ. Tả chi phi, tổ tông à, người có nghĩ tích cực chút được hay không? Bùi tiếu, ta sốt ruột mà. Tả chi phi, ai không sốt ruột chứ? Bùi tiếu, hỏi bà đồng lý bên cạnh xem bà đồng yến nắm chắc được mấy phần đi. Tả chi phi, 10 phần. Bùi tiếu, sao ngươi biết? Tả chi phi khịt mũi khinh thường, bấm ngón tay tính toán. Bùi tiếu thực muốn cắn chết hắn, còn bà nó ngươi biến thành thầy bói ta từ khi nào đấy? Hai vị gia Lý bất ngôn chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt. Ta bấm ngón tính toán, tiểu thư nhà ta đã trên đường trở về rồi. Tạ Chi Phi. Bùi Tiếu. Đúng lúc này, rèm xe vén lên, Yến Tam Hợp nhảy vào. Bùi Tiếu hoảng sợ, miệng đang muốn hét lên thì bị Tạ Chi Phi che lại. Yến Tam Hợp, thế nào rồi? Yến Tam Hợp nhìn thằng Tạ Chi Phi. Ta nghĩ mình đã tìm ra một nửa tâm ma kia rồi, nhưng bây giờ lại gặp phải một vấn đề. Tạ Chi Phi. Nói đi. Yến Tam Hợp. Làm sao đưa hắn ra khỏi đại lao, tắm rửa thay quần áo. Tả Chi Phi theo bản năng hỏi. Hoài nhân đâu, nghe nói đang đánh thái cực với từ lai. Yến Tam khép tay lại, sau đó rất không khách khi túm lấy vạt áo Tả Chi Phi. Tạ Tam gia, cái miệng ngọt của ngươi nên phát huy công dụng rồi đó. Tả Chi Phi nhìn chằm chằm bàn tay trước ngực, suy nghĩ một lát, cực kỳ bình tĩnh trả lời. Yến Tam hợp, cái miệng ngọt của tam gia có thể chuẩn bị những thứ hóa niệm giải ma kia, nhưng không có các đưa người trong đại lao ra. Với lại, hai hàng lông mày kiếm của hắn nhíu chặt. Tam gia còn nhất định phải có một lý do quang minh chính đại, mới có thể để cho người đi chuẩn bị mấy thứ này. Không có lý do thì đừng nói một cái miệng ngọt, dù có 10 cái miệng ngọt, cũng không làm được chuyện. Tay yến tam hợp buông lỏng, mắt thường cũng có thể thấy được nó đang sụp xuống. Ưm ưm ưm. Tạ chi phi quay đầu, thấy mình còn che miệng tổ tông họ bùi, vội vàng buông ra. Bùi tiếu thò đầu ra ngoài rèm, dùng sức hít thở vài hơi không khí trong lành, lại nhanh chóng rụt trở lại. Ta có một ý kiến. Yến Tam Hợp và Tạ Chi Phi chăm miệng một lời. Nói mau. Bùi tiếu. Các người nói xem có trùng hợp không, hôm nay là sinh nhật 69 tuổi của bà ngoại ta. Yến Tam Hợp không hiểu. Cho nên, là như vậy, thành tứ cửa có một quy củ, Sinh nhật năm thứ nhất người già trong nhà qua đời, Hiếu Tử Hiền Tôn phải làm lễ âm thọ cho họ. Bùi Tiếu. Nếu như âm thọ năm đầu tiên không làm thì người đó sẽ cho rằng con cháu không có hiếu tâm, về sau cũng sẽ không phù hộ bọn họ. Yến Tam Hợp không thể tưởng tượng nổi. Còn có chuyện này ư, ừ, may mà có chuyện này. Bùi Tiếu nghiêm mặt nói. Quý gia đi đến mức này, còn không lo cầu xin tổ tông phù hộ nữa sao? Tả chi phi vỗ tay một cái. Nếu là như vậy ta sẽ mặt giày đi cầu xin thách tứ hẳn là có thể đưa người ra khỏi nhà lao được dù sao cũng ở trong bắc ti không thoát được chờ đá lý bất ngôn chen vào nói đừng quên chân thân của hai người các ngươi lúc này đều ở chùa huyền trang bùi tiếu lắc đầu mặc kệ đi tạ ngũ thập ngươi làm được không tạ ngũ thập không nói gì chỉ gật đầu được yến tam hợp quyết định rất nhanh hành động đi chờ đá tạ ngũ thập túm lấy cô Yến tam hợp, không có bạc không làm được, chúng ta còn lại bao nhiêu? Bất ngôn. Lý bất ngôn cười tay nải, lấy hết số tiền còn lại ra. Còn từng này. Tả chi phi không nói hai lời, lấy tất cả ra nhét vào trong ngực. Yến tam hợp. Đủ không? Tả chi phi nhìn cô. Vốn là không đủ, nhưng thêm cái miệng ngọt của tam ra là đủ rồi. Hờ, miệng ngươi có giá trị. Yến tam hợp vén dèm nhảy xuống sau khi đáp đất lại đột nhiên quay trở lại nhìn bùi tiếu nói bùi đại nhân ở thời điểm mấu chốt này đã phát huy rất tốt khuôn mặt bùi tiếu chợt đỏ lên bồ tát ơi bà đồng họ yến lần đầu tiên khen cha trước mặt người khác này ta 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 tim ta đập nhanh quá người trong bắc ti chiếu mục hết năm sáu người là từng nâng chén hoan ca với tả tam gia một nửa cầm y vệ là người quen chút quen biết đầy đủ để cho Tam gia mở miệng cầu xin rồi. Huống chi, lúc Tam gia cầu xin người làm việc, xưa nay đều hạ mình xuống rất thấp, nâng người khác lên rất cao. Phối hợp với khuôn mặt mà các đại cô nương, tiểu thức phụ đều yêu, người có lòng giả sắt đá mấy cũng không đành lòng từ chối. Quan trọng nhất là, Tam gia chưa bao giờ cầu xin thất bại, vì hắn cho rất nhiều cái giá tốt. Chưa đến thời gian một khác, ngôi viện yên tĩnh cho xuất hiện một tế đàn, chỉ thiếu một quý lăng xuyên trong nhà lao nữa thôi. Không có lão đại của bác tư thái tứ gật đầu, thì ai dám đưa người từ trong lao mục ra, nói không chừng còn phải bị rớt đầu nữa chứ. Phủ đệ của thái tứ nằm ngay bên cạnh bắc ti. Lúc này hắn đang ôm một tiểu thái giám trắng nõn say ngủ trong lòng, thấy người đến là tả phù tam ra thì nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Tả chi phi ho khan một tiếng, không mở mắt, ho thêm một tiếng nữa, vẫn không mở mắt. Tạ Chi Phi khẽ mỉm cười, đi qua đặt mông ngồi xuống bên giường. Thái tứ lúc này mới miễn cưỡng mở mắt, hắn giọng hỏi. Tam gia có chuyện gì thế? Tạ Chi Phi. Hôm nay là năm âm thọ đầu tiên của quý phủ lão phu nhân, ta muốn mừng thọ cho lão phu nhân. Giọng thái tứ càng sắc bén. Tam gia tính đưa người ra đó hả? Tạ Chi Phi nhếch môi cười. Nếu không thì ta đến chỗ ngươi làm gì? Thái tứ chớp chớp mắt. Thái tôn điện hạ đâu rồi? ở bắc tư của ngươi, cùng từ lai. Đầu ngón tay dài của thái tứ trực trên chiếc cổ trắng nõn của tiểu thái giám, chọc cho cả người tiểu thái giám run lên, hắn bèn giống như con thỏ chui vào trong lòng hắn. Nửa canh giờ, không thể nhiều hơn. Tả chi phi đứng dậy, cúi đầu nhìn thái tứ, đưa ra một cái túi. Cầm lấy đi, lát nữa ta sẽ cho người đưa tới cho ngươi. Thái tứ liếc lên mặt bàn. Khiến tam gia tốn kém rồi. Tốn kém cái gì, có thể hiếu kính tứ ca, là phúc phận của ta. Tạ Chi Phi cầm lấy thắt lưng từ trên bàn, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thái Giám, tặc lưỡi hai tiếng. Thật con bà nó mê người. Tiểu Thái Giám vừa muốn chui ra khỏi lòng Thái Tứ, vừa nghe lời này thì sợ tới mức sụp trở về. Cút. Thái Tứ vừa chân an, vừa mắng theo bóng lưng Tạ Chi Phi một tiếng. Tiểu Thái Giám nghe tiếng bước chân đi xa, thì xấu hổ đỏ mặt chui ra. Sao cha nuôi sao lại đưa lệnh bài cho hắn? Tiểu Hỷ Nhi con ghi nhớ câu này của cha nuôi, đừng nhìn mặt tăng mà hãy nhìn mặt Phật. Tiểu hỷ nghi mở to đôi mắt phượng xinh đẹp. Chẳng lẽ mặt Phật của tam gia là thái tôn ư? Thái tư không nói phải, cũng không nói không phải, chỉ cười hai tiếng. Ngươi lại ghi nhớ thêm câu này của cha nuôi, khó khăn với ai cũng đừng khó khăn với tiền bạc, nếu không, cha nuôi làm sao nuôi nổi tiểu yêu tinh nhà ngươi. Cha nuôi. Đôi mùi phấn nộn của tiểu hỷ nhi đã bị bịt kín. Chương 170, là ngươi trong tiểu viện u tính, nến đã được thắp lên. Quý lăng xuyên mặc một thân áo bảo xám không biết là của ai, mái tóc ẩm ướt xám trắng xóa ra, khập khiễng đi tới. Tả chi phi lấy trong ngực ra một tờ ngân phiếu, đưa cho tên cẩm y vệ áp giải. Cẩm y vệ không chút khách khí nhận lấy, cười híp mắt tán gẫu với tam gia vài câu, mới xoay người rời đi. Lý bất ngôn gật đầu với yến tam hợp. Ta ở bên ngoài trông coi. Tả chi phi chờ cô ra khỏi sân thì thuận tay đóng cửa lại, ngả người về phía sau, miễn cưỡng dựa vào cửa gỗ. Một trong, một ngoại, hai người, hai tấm bình phong. Một tiểu viện yên tĩnh, là một nơi an toàn để hóa niệm giải ma. Yến Tam Hợp nhìn sườn mặt nửa sáng nửa tối của tả Chi Phi, tâm tư khẽ chuyển động. Người này dường như treo vài lớp da trên mặt, lột xuống một lớp là tả phong lưu, lột xuống lớp khác là tả nhân tinh, nếu như lột tiếp. Thì sẽ là gì đây? trong lúc nàng đang suy nghĩ quý lăng xuyên đã đi tới trước mặt nàng yến cô nương con trai ta còn chưa chết đang hấp hối quý lăng xuyên chỉ cảm thấy máu cả người nóng lên lấy lòng hỏi nếu tâm nguyện của lão phu nhân đã tìm được vậy thì đừng chậm trễ nữa chúng ta bắt đầu giải ma đi không vội yến tam hợp ánh mắt nặng nề nhìn hắn bùi minh đình từng nói trong số những đứa con của quý lão phu nhân chỉ có quý lăng xuyên giống bà nhất liếc mắt một cái là đã nhìn ra hắn là con trai ai quý lăng xuyên nói một chuyện ngươi có ấn tượng sâu sắc nhất có chết cũng không quên liên quan đến lão phu nhân đi quý lăng xuyên ngây ngần cả người chuyện này có liên quan đến tâm ma của lão phu nhân sao yến tam hợp không nói lời nào chỉ lạnh lùng nhìn hắn quý lăng xuyên bị câu nhìn đến gượng gạo càng gượng gạo hơn là phải nghĩ đến chuyện của lão phu nhân có gì để nghĩ chứ quý phủ lớn như vậy Trước kia hắn ở viện của đích mẫu, sau khi trưởng thành thì một mình ở đông viện, quý gia là thế gia thiên kiêu vạn sùng, từ nhỏ đã được bồi dưỡng như gia chủ tương lai. Bà chẳng qua chỉ là tiểu thiếp của phụ thân, ở sâu trong hậu trạch, không bước chân ra khỏi nhà, ngày lễ tiến đến mới có tư cách lộ mặt ở quý phủ. Thỉnh thoảng đụng mặt nhau, hắn ngẩng đầu, bà cúi đầu, là đang kiêng rè. Chuyện khiến hắn có ấn tượng sâu sắc nhất với bà ấy là gì ư? Quý lăng xuyên hơi kinh ngạc, hắn vậy mà nhớ không ra, dường như là lúc đích mẫu bị bệnh nặng, bà đến đó hầu hạ. Đúng rồi, một ngày 12 canh giờ, 10 canh giờ đều ở trước giường đích mẫu, lúc này hắn mới để ý đến vị tiểu thiếp của phụ thân này. Ngày đó hắn và nhị đệ đi vào thỉnh an đích mẫu. Đích mẫu dựa vào giường, đang được thái y khám trần, thái y trần thật lâu, cân nhắc nghĩ xong phương thuốc thì giao cho bà. Bà tiễn thái y rời đi, lúc tiến vào, thì trong tay có thêm một cái thùng gỗ. Đích mẫu nằm trên giường không dậy nổi, chân đã bắt đầu sưng phù, thái y dặn dò mỗi ngày phải dùng nước thuốc ngâm chân, có thể thông máu giảm sưng. Bà đỡ đích ngồi dậy, giúp bà đưa hai chân vào trong thùng, thuận thế ngồi xổm xuống, thò tay vào trong nước mát xa huyệt vị trong lòng bàn chân cho đích mẫu. Lúc bà cúi đầu làm việc, đích mẫu gọi hắn và nhị đệ tới, hỏi hôm nay tiên sinh đã dậy những gì, hắn bèn trầm bồng đọc đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ tài trí thiện. Sao từ thư thư, bàn về quan niệm. Đại học, nghĩa là đường lối đại học ở chỗ làm cho sáng tỏ cái đức sáng, làm cho con người đổi mới luôn luôn, lo cho đến chỗ hoàn toàn tốt lành mới thôi, hót từ chị Google ạ. À. Hắn học thuộc rất khá, một chữ cũng không sai, đích mẫu vui mừng gần gần đầu, hỏi hắn. Minh Đức là chỉ cái gì? Hắn nghĩ nghĩ, ngừng đầu nói, Minh Đức là chỉ lòng từ vốn có, cũng là cái tâm của trời đất, sơ tâm chính là tâm của quân tử. Quân tử không mất sơ tâm thì có thể thấy được chúng sinh, mới khởi lòng từ bi, mới sinh ra Phật tính. Đích mẫu nghe xong thì liên tục gật đầu, khen hắn đọc sách giỏi, lại sai người lấy ra hai bộ giấy bút mực, thưởng cho hắn và nhị đệ. Được thưởng, hắn lôi kéo nhị đệ vui mừng hớn hở đi, không ai liếc nhìn người bên thùng nước một cái, ai cũng biết người này chỉ là tiểu thiếp để tiện hèn mọn này là mẫu thân ruột của huynh đệ bọn họ. Cho đến trước khi đích mẫu Lâm Chung mới kêu hắn và Nhị đệ đến trước mặt, nói chân tướng ra. Nhị đệ tuổi còn nhỏ, nghe xong thì đầu óc mơ hồ, Quý Lăng xuyên lại cảm thấy trời sắp sập. Đường đường là đại gia quý phủ lại do một tiểu thiếp sinh, truyền ra thì người khác sẽ nhìn hắn thế nào đây? Lỡ như tương lai phụ thân tái hôn, sinh hạ con trai trưởng, hắn phải đặt chân như thế nào đây? Hắn dù thế nào cũng không ngờ tới, đích mẫu đã sắp xếp sẵn cho hai huynh đệ cả rồi cho nên hắn mới cảm kích và kính trọng Trương Thị cả đời như thế, và cũng khinh thường và lạnh nhạt với Hồ Thị như vậy. Một năm trước, cũng là tháng này, sức khỏe bà đã không tốt lắm, đầu óc cũng hồ đồ, chuyện trước vừa nói xong, chuyện sau đã quên. Giọng quý lăng xuyên hơi nghẹn ngào. Ngày đó Thái Y chạy tới nói với ta, lão phu nhân nhiều nhất chỉ còn mấy tháng, kêu chúng ta có thể bắt tay vào chuẩn bị hậu sự. Hậu sự của ba, ta cùng nhị đệ thực đã chuẩn bị từ sớm, nhị đệ cảm thấy và không thể hợp táng cùng phụ thân, trong lòng thấy mắc nợ, bèn lôi kéo ta đi thăm bà. Lúc quý lăng xuyên nói lời này, trong đôi mắt phần đục hiện ra một chút nước mắt. Lúc đó rời đi là thời gian trạng vạn tối, nhưng mặt trời vẫn còn, bà ngồi ở trên ghế mây, phơi nắng dưới chút ánh nắng cuối cùng của mặt trời, bên cạnh là Vũ Trần đang lột quýt cho bà. Huynh đệ chúng ta đang muốn đi tới, thì bà bỗng nhiên đọc từng chữ. Minh Đức là chỉ lòng từ vốn có, cũng là cái tâm của trời đất, sơ tâm chính là tâm của quân tử quân tử không mất sơ tâm thì có thể thấy được chúng sinh mới khởi lòng từ bi mới sinh ra phật tính quý lăng xuyên nói tới đây thì hơi dừng lại ta không kịp phản ứng nhị đệ lại quay đầu nói với ta đại ca câu này sao nghe quen thuộc như vậy ta hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi được hắn nhắc nhở như vậy ta mới nhớ tới lão phu nhân thế mà lại nhớ rõ chú giải ta đọc trước mặt đích mẫu một chữ một chữ cũng không sai. Lão phu nhân sống 68 tuổi, người hơn 10 tuổi gọi bà một tiếng mẫu thân, trong nhiều năm đó có rất nhiều điều nhỏ nhặt. Yến Tam Hợp nhìn cậu. Tại sao chuyện này khắc sâu vào trong trí nhớ của ngươi nhất? Trái tim quý lăng xuyên run lên. Đúng vậy, vào sao ta lại khắc cốt ghi tâm chuyện này? Yến Tam Hợp rời mắt về phía trước gần nửa tắc. Bởi vì bà không biết chữ, căn bản không hiểu rõ chú giải này có ý gì, nhưng bà không chỉ nhớ kỹ, mà còn nhớ cả đời, bởi vì bà ấy già rồi, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, nhưng lại chỉ nhớ một câu nói này của ngươi. Quý lăng xuyên rơi nước mắt, nghẹn ngào gật đầu. Hắn căn bản không biết dùng ngôn ngữ gì hình dung cảm giác lúc ấy, ngực như bị ai đó đâm vào một đau vậy. Đau đớn không chịu được. Sao bà lại nhớ? Sao bà lại ghi nhớ điều này? Bà nhớ chuyện đó có ích lợi gì? Quý Lăng Xuyên, người nghe rõ đây. Yến Tam Hợp vươn tay, túm lấy vạt áo trước của hắn, ánh mắt hung dữ lại lạnh lùng. Một nửa tâm ma còn lại của lão phu nhân là ngươi. Sao lại là ta? Quý lăng xuyên đẩy yến tam hợp ra, thét chói tai. Làm sao có thể là ta? Không thế nào, không thể nào, tuyệt đối không thể. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.